Người cung khôn mệnh thổ xây nhà năm 2021 hướng đông tướng mệnh hay là tây tướng mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối, cách hóa giải nhà không hợp hướng và cách hoạt tài lộc cho người mệnh khảm thủy năm 2021. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua, Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021 và 2020 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để có thể xây dựng vào năm 2021, cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu cho người mệnh khôn thổ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì ta sẽ xét đến những người mệnh khôn thổ. Nam mệnh bao gồm những người sinh năm 1926, Bính Dần, 1935, Ất Hợi, 1944, Giáp Ngọ, 1953, Quý Tỵ, 1962, Nhâm Dần, 1971, Tân Hợi, 1980, Canh Thân, 1989, Kỷ Tỵ, 1998, Mậu Dần, 2007, Đinh Hợi, 2016, Bính Thân, 2025, Đinh Tỵ, 1932, Nhâm Thân, 1941, Tân Tỵ, 1950, Canh Dần, 1959, Kỷ Hợi, 1968, Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Bính Thân, 2013 Quý Tỵ và 2022 Nhâm Dần. Đối với nữ mạng bao gồm những người sinh năm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ và 2023 Quý Mão. Về phương vị, người mệnh khôn thổ có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, và bốn hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cát hung của từng hướng đối với những người mệnh khôn thổ và cách hóa giải. Về hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Mộ Long Biếm vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy về chọn tuổi động thổ, xem ngày động thổ và bố trí các phòng ban chi tiết để phù hợp với tất cả những người trong gia đình, giúp hóa giải những vận hạn xấu cho người mệnh khôn. Những người mệnh khôn xây nhà và ở hướng Tây Nam thì thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tự với là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm vào Mộ Long Biến vận sát, vì vậy không nên sửa chữa hay là xây mới bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây. Người mệnh khôn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tự quái
với là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, đó là gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Cản, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu, Phạm Mậu, Kỷ, Đô, Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Cản phạm vào Mộ, Long, Biến, Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người mệnh khôn xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lâm phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ, Long, Biến, Vận Sát, vì vậy việc xây mới không được tốt bất kể bạn tuổi gì. Người mệnh khôn mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí, được xếp vào đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, đối với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 bị phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp, năm 2021 bị phạm vào Mộ, Long, Biến, Vận Sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người mệnh khôn mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự với là khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Tiếp theo là hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Người mệnh khôn xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ với xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy những người thuộc cung khôn khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn của thầy phong thủy để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng.
hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 107,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác, đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi mà muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất là tốt. Người mệnh Khôn xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tự quái lạc hàm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ mệnh Khôn đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Đông Nam thì gồm có Ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa, những nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Bộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người thuộc cung Khôn xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp mà người mệnh Khôn thổ đang ở nhà hướng Đông Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì ta vừa xét đến các hung vận hạn cho từng hướng nhà và cách hóa giải. Còn việc chọn tuổi nào đồng thổ đẹp cho năm 2021, chúng tôi đã giới thiệu cho quý anh chị ở những video trước. Các bạn hãy truy cập vào kênh Phong Thủy May Mắn để tìm hiểu thêm. Tiếp theo thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi cách bố trí các phòng ban và việc lựa chọn màu sắc phù hợp cho người thuộc mệnh Khôn chi tiết như sau. Chọn hướng cửa nhà cho người mệnh Khôn nên lấy tọa Đông Nam hướng Tây Bắc trường tồn bền vững, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam bình ổn, tọa Đông hướng Tây sức khỏe mau lành bệnh, hoặc là tọa Tây Nam hướng Đông Bắc phát triển. Màu cửa hợp với mệnh Khôn đó là vàng, nâu, xám, xanh lá, đỏ, cam, tím. Còn chọn phòng ngủ và hướng đầu khi ngủ nên chọn hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây. Hướng đặt bếp. Miệng bếp tốt nhất là ở hướng Đông Bắc. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa thì nên chuyển hướng cửa bếp sang phía Tây. Như vậy sẽ giúp người đó mau lành bệnh hơn. Lưu ý, khi mà chọn hướng nhà và hướng của nhà được xem cho đàn ông trụ cột gia đình, còn hướng bếp, hướng cửa bếp, hướng giường thì xem cho đàn bà. Hướng bàn làm việc cho người mệnh Khôn thì quay lưng hướng Tây Nam, mặt hướng Đông Bắc. Màu sắc phong thủy hợp với người mệnh Khôn, hỏa, đỏ, tím, cam, thổ là vàng và cà phê. Màu sắc kỵ, mộc, xanh da trời, xanh lá, kim, vàng kim, trắng. Màu trung tính, thủy, đen, xanh lam. Màu khai vận đó là màu vàng, trong ngũ hành, trong thổ có kim, màu sắc có thể làm tăng thêm vận khí là màu vàng, màu cà phê. Tiếp theo đó là màu vàng kim và màu trắng. Còn màu suy đó là màu xanh lục và màu xanh lam. Con số khai vận 0 và 5, số suy 3 và 8. Con số thích hợp trong xây dựng 1, 2, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27 và 30, 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà là lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành thì ta sẽ xét đến các yếu tố sau. Về thái tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Vào năm Tân Sửu 2021, thái tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc, bất kể bạn tuổi gì. Còn về mộ long biến vận, năm 2021 Tân Sửu thì hầu hết các hướng đều phạm mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận long tọa của nhà. Điều này qua thử nghiệm thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hỏa khí gia đình, quan vận sự nghiệp bị trắc trở, ly hương. Vào năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy, nhâm thìn nạp âm thủy, các sơn, giáp, dần, thìn, tốn, tuất, khảm, thân, sửu, quý, khôn, canh, mùi. Vào năm 2021 không khai sơn lập hướng. Còn về mậu kỷ đô thiên, mậu kỷ đô thiên là sát từ trung cung, khí sát của thiên can mậu kỷ, thì hàng năm con ong không bay về phương mậu kỷ để tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng mậu kỷ đô thiên tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu, mậu đô thiên tại tuất, kỷ đô thiên tại hợi, nhà hướng thìn tỵ thì tuyệt đối không xây mới vào tháng tuất hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về ngũ hoàng đại sát, cũng là sát khí của trung cung, là khí của mậu kỷ đến hướng, và đây là thiên khí sát vận đại hung không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp bị trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu, ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Còn về tam sát gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn dần, mão, thìn, chủ tai họa là sát khí của năm cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần, mão, thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này, tránh tai họa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cổ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an, may mắn, thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây, Phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021, cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng cho người mệnh khảm. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn 5 tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm 5 tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể thì anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy May mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất, giúp chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.